Mỗi lần Emmy comeback là một vũ trụ khác nhau, vương quốc trò chơi ảo diệu, thế giới cổ tích huyền bí, cá biệt có một vũ trụ hơi sai sai. Ra mắt chỉ mới hơn một năm, cô nàng Emmy có thể xem là một trong những tân binh khủng long, với cơ hội tiến xa trong VAP. Không chỉ sở hữu phong cách đáng yêu, chuẩn kẹo ngọt cùng giọng hát có phần nũng nịu đầy nữ tính, Emmy cũng góp phần giúp cho dòng nhạc teen pop trở nên tràn đầy sức sống. Đặc biệt, các MV của Emmy cũng nhận được sự đánh giá cao từ khán giả khi sở hữu loạt concept cực độc đáo. Đặc biệt với những MV gần đây, Emmy lại dẫn khán giả đến một vũ trụ khác nhau, với đầy đủ tất cả các nhân vật để điểm tô cho vũ trụ ấy. Quả nhiên, hãy gọi Emmy là cô gái đến từ vũ trụ các bạn ạ. Trong MV mới nhất Yêu thì yêu, không yêu thì yêu, Emmy mang đến cả một vũ trụ trò chơi điện tử, đủ để làm bạn sống lại cả một tuổi thơ dữ dội. Câu chuyện trong MV là hành trình nữ chính, Emmy chinh phục được trái tim của nam chính thành. Hành trình game, trong MV được ẩn dụ chính là hành trình của một mối quan hệ tình cảm, từ lúc gặp được chàng trai ấy giữa 7 tỷ người, tại sảnh chờ, vượt qua các vệ tinh xung quanh em gái Mơ Linh Ngọc Đàm, để đưa tín hiệu tới chàng và đưa mình vào tầm ngắm của chàng mà không nhiễu sóng, vượt qua những dấu ấn trong quá khứ, hạ gục tình cũ Miss Thi của chàng trai để trở thành một nhân vật đặc biệt. Tiếp đến là những giây phút hẹn hò lãng mạn, tìm hiểu sâu hơn về sở thích sở đoản của chàng. Yêu thì yêu, không yêu thì yêu Ami. MV còn đề cập về sự xuất hiện không mong muốn của những Tuesday, người thứ ba có mục đích chống phá trong một mối quan hệ, Jason trong vai Mr. Tuesday. Căn phòng trái tim là mấu chốt quan trọng để biết được cô gái có thấu hiểu được trái tim của chàng trai hay không. Đến khoảnh khắc quyết định hai người liệu có lựa chọn nhau để bước tiếp lâu dài, Emmy đưa câu trả lời về phía khán giả. Yes No ẩn dụ cho những mối quan hệ phải đối mặt với ý kiến bình luận hay định kiến từ xung quanh, thậm chí bị ngăn cản bởi bạn bè, người thân. MV sử dụng hiệu ứng kỹ xảo VFX cầu kỳ và chỉn chu với concept 5 game kinh điển hoành tráng. Mỗi bối cảnh game là mỗi trang phục, thiết kế không gian, đạo cụ được mô phỏng và cách điệu sáng tạo. Có thể nói đây là MV đầu tiên của thị trường VAP sáng tạo việc tương tác với người xem bằng cách đưa ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau để lựa chọn. Emmy mở đầu với hình tượng thủy thủ mặt trăng với hai bím tóc đáng yêu. Còn ai ngoài anh chàng Luffy trong bộ manga kinh điển One Piece? Còn anh chàng mạnh mẽ này là Mario, một trò chơi điện tử nhập môn với bất kỳ cô cậu bé nào. Cô gái Trung Hoa Chun-Li trong tựa game đối kháng sở Street Fighter gây sốt, các hàng điện tử thuở bé. Anh chàng Tuxedo điển trai trong thủy thủ mặt trăng, chứ không lẫn vào đâu được. Đây chính là game Cooking Mama, một game nấu ăn cực kỳ nổi tiếng mà rất đông chúng ta đã từng chơi. Còn đây là trò Fruit Ninja gây sốt, một thời khi các điện thoại màn hình cảm ứng bắt đầu thịnh hành tại Việt Nam. Khán giả thường quen miệng gọi đây là game chém trái cây. Audition làm mưa làm gió khán giả một thời cũng xuất hiện ở đây nè. Ta Vice City có ai là chưa chơi hồi nhỏ không? Ai là triệu phú bức ảnh phát ra âm thanh luôn ấy chứ? Và cuối cùng, quả câu này thì không xem phim hay chuyện cũng thừa biết là Pokemon rồi. Nếu như thế giới trò chơi trong yêu thì yêu, không yêu thì yêu vẫn chưa đủ đô, để đưa bạn về thời thơ ấu thì chắc chắn với Sao Anh Chưa Về Nhà, bạn sẽ có chuyến du hành về miền ký ức tươi đẹp đó. Trong Sao Anh Chưa Về Nhà, Emmy được khán giả lạc vào vũ trụ Disney, nơi hàng loạt câu chuyện cổ tích kinh điển của thế giới được tái hiện. Sao Anh Chưa Về Nhà Emmy, Fit, Ricky Star Officer em trên V Hậu Hoàng, Irapore. Câu chuyện trong MV mở ra trong một tòa lâu đài nguy nga miền cổ tích năm 2020, có nàng công chúa Emmy và chàng hoàng tử Irapore sống hạnh phúc bên nhau. Trong một lần rời lâu đài đi rừng, lúc dừng chân bên suối nhỏ, hoàng tử vô tình đã bị thổ dẫn bẫy và bắt sống. Nàng công chúa ở nhà sốt ruột hết đứng lại ngồi, hết múa may xoay vòng lại trang điểm soi gương, trông ngóng hoàng tử không yên. Nàng gọi gương thần định vị và hiểu lầm chàng đang ở cùng các cô gái khác, chơi với gọi hội chị em bạn gì thân thiết đến tư vấn. Quanh bàn tiệc trà chiều, ba nàng công chúa đã suy diễn đủ mọi tình huống hoàng tử đang vui chơi phong lưu khiến Emmy càng thêm đau khổ. Bữa tối lãng mạn mà Emmy đợi chờ biến thành tối mạng. Nàng giận dữ điên cuồng, đập phá đồ đạc, rạch tranh chân dung hoàng tử, khóc lóc rũ rượi. Hoàng tử lúc này, hóa ra đang lao đao vượt hiểm nguy để về với nàng cho kịp giờ hẹn, chỉ về trễ một xíu thôi mà công chúa ngọt ngào đáng yêu ở nhà đã, mọc sừng, hóa thành ác quỷ. Qua đó, hàng loạt hình tượng cổ tích đã xuất hiện khiến khán giả sống lại tuổi thơ dữ dội. Công chúa Emmy ngủ trong rừng, và chiếc giày đánh rơi của lõ lem Emmy. Mái tóc dài của công chúa Rapunzel này thì quá rõ ràng rồi đúng không? Chiếc gương thần trong bạch tuyết. Mulan, Elsa và Jasmine trong các truyện cổ tích quá nổi tiếng. Bông hoa hồng được ếm lời nguyền trong người đẹp và quái vật. Công chúa rồi sẽ trở thành Maleficent. Và có cả một vũ trụ hoa quỳnh. Lấy chủ đề hẹn hò bí mật đặt trong bối cảnh học đường nhiều năm về trước. Chơi giấu trời mang đi xoay quanh cuộc tình không công khai, yêu nhưng phải giấu của Miami với Hoàng Hồ Thành Trung.
Miko sinh viên năm nhất trúng tiếng sét ái tình với Hoàng khi cả hai va vào nhau và được Hoàng giúp vác hành lý về ký túc xá, trước ánh mắt hâm mộ của các bạn cùng phòng. Hoàng ngỏ lời hẹn hò với Mi. Tình đầu đẹp như mơ cho đến lúc Mi nhận ra Hoàng cư xử kỳ lạ, khi chỉ hai người với nhau, Hoàng đối với Mi vô cùng dịu dàng, thân mật. Em về trời giấu trời mang đi. Nhưng có mặt người khác, Hoàng liền tỏ ra không quen biết Mi. Lý do Hoàng giải thích cho việc này là vì cái gì càng khoe ra thì càng dễ mất. Hoa Quỳnh âm thầm nở trong đêm tình yêu đẹp không cần người ngoài cuộc. Nhưng sự thật nghiệt ngã khi anh chàng kia đã mang cả một vũ trụ, các cô gái để trao tặng bông Hoa Quỳnh ấy. Nếu như các vũ trụ trên làm bạn quá đủ mơ mộng, thì đến với trời giấu trời mang đi, em Mi sẽ làm bạn tỉnh mộng, với một vũ trụ mới toanh, vũ trụ Hoa Quỳnh. Vì sao gọi là Hoa Quỳnh, đó là từ để ám chỉ những cô gái trong trời giấu trời mang đi, đã bị cùng một chàng trai làm tan nát trái tim như đã đề cập trong MV ở trên. MV Trời Giấu Trời Mang Đi cũng khiến khán giả háo hức mong chờ khi được thực hiện dưới dạng phim ngắn với sự góp mặt của vũ trụ cameo, gồm cả chục nhân vật từ diễn viên, ca sĩ đến streamer đang hát hiện nay, Hoàng Yến Chi Bi, Trịnh Thảo, Trang Hí, Ngân Hòa, Sunny Hạ Linh, Miss Thi, BJ, Masao và em Channel Lê Hùng Bạch Mi. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.